Chúng ta đang ở phía dưới để nhìn lên khách sạn Chuồn Chuồn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển theo cái lối thẳng tay tôi chỉ đây, là phía trước chúng ta có một cái trụ màu xanh ấy. Đó chính là cái thang máy bằng kính. Nói bằng kính là không phải, thang máy và bốn mặt là kính. Và chúng ta sẽ di chuyển hết cái độ cao này và sẽ đi tiếp một cái đoạn cầu để chạy thẳng vào khu sảnh lễ tân. Và ngay bên cạnh cái thang máy này là một cái hồ, hồ cá koi cũng khá sang chảnh. Ngay dưới cái cầu thang này nó cũng đã tạo một cái điểm nhấn khá đặc biệt cho khách sạn Chuồn Chuồn. À, có đàn vịt. Khi kia dưới hồ mình cũng nhìn thấy có đàn vịt. Lần đầu tiên một bể cá koi mà lại có một đàn vịt như thế này. Đây cũng là cái cách tạo cảnh quan nó không giống như ở đâu cả, rất là lạ mắt. Đây, hát từ cái hướng bể cá koi chúng ta nhìn lên phía trên nhá, kia là khu vực khách sạn Chuồn Chuồn. Và bây giờ quay trở lại cầu thang máy để chúng ta lên khu vực khách sạn. Hôm nay là ngày giữa tuần cho nên khách cũng có phải vắng vẻ. Ok, đã đến. Ta đang di chuyển lên khu vực khách sạn. Đây là toàn cảnh từ cầu thang máy để nhìn ra thị xã Nghĩa Lộ. Cảm giác hơi gần gọn đấy. Kìa, khách sạn ở hướng kia. Và bây giờ chúng ta sẽ đi dọc tới lối hành lang từ cầu kính này, từ cái cầu thang kính này. À, ở bên cạnh đó thì chúng ta còn có một cái cầu kính nho nhỏ để trải nghiệm cảm giác. Và phía bên trái là có một những cái miếng kính, nó họ đã cố tình tạo cái những cái vết nứt cho chúng ta trải nghiệm có cái cảm xúc hơn. Và thưa quý vị và các bạn, đây là toàn bộ quang cảnh của thị xã Nghĩa Lộ. Phía trước ống kính kia hướng chúc chúc chỗ tay tôi chỉ đấy là có một con suối chạy dọc men theo bao bọc lấy thị xã Nghĩa Lộ. Và từ trên cao này, trước khi chúng ta vào view ở phía trong thì chúng ta sẽ nhìn bao quát nhé. Có hai tòa nhà lớn này. Và ở kia, đúng hướng tay tôi chỉ kia là khu vực bungalow. Còn đây là hồ cá koi nhìn từ trên cao. Hồ cá koi mà có đàn vịt ban nãy đấy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi qua cái dải hành lang này. Đi qua cái hành lang này để đi vào khu vực phòng khách sạn này, khu vực hội nghị này. Và chúng ta còn tham quan cả cái khu vực bungalow kia nữa. Và khách sạn này còn có một cái bể bơi vô cực. Theo hướng tay tôi chỉ cái màu xanh xanh kia, đó chính là bể bơi vô cực. Và sau khi kết thúc cái lối hành lang này, rẽ bên trái là hướng để đi vào khu lễ tân. Nhưng mà mình đang bị ấn tượng bởi cái hàng ghế ngồi để cho khách view thị xã Nghĩa Lộ đây. Còn đây là khu vực bể bơi vô cực. Từ khu vực bể bơi vô cực này chúng ta sẽ đi vào khu lễ tân. Sức chứa cùng lúc của mình là được bao nhiêu người em? 200 khách anh ạ. 200 à? Cũng không to lắm nhỉ. Khách sạn Chuồn Chuồn. Cái gì nhỉ? Tiếng Anh nữa là cái gì? Dragon à? Fly ạ. À, fly. Fly là bay không? Nó còn cái kia là cái gì em? Cái tròn tròn đấy kìa. Trang trí thế à? Ờ. Hôm nay là giữa tuần. Đâu đâu? Đây là khu biệt thự ạ. À, đấy là khu biệt thự à? Vâng, đây là khu C, khu B và đằng sau này là khu villa đấy ạ. Ờ. Em cho mình xem hệ thống phòng giường đôi trước anh nhá. Ừ. Anh quan tâm nhiều đến khu vực giường đôi ấy. Ờ. Hoạt động được bao nhiêu năm rồi em? Bên em hoạt động từ bắt đầu năm 2017-2018 đến giờ. Thế cũng lâu mà nhưng mà nhìn vẫn mới phết nhỉ? Cái này là khu mới anh ạ. Khu mới này em mới đi vào hoạt động được tháng 9 thôi. À. Đây là phòng bên em có 4 phòng luxury như này. À. Bắt buộc cho 2 người nhá. À, đây là luxury à? Dạ vâng, phòng riêng 4 phòng này sẽ có hệ thống tắm thuốc lá như sao cho phòng luôn. Ờ, từ em. Đây là cái bồn để tắm thuốc lá, thuốc của người giao đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. À. Còn đây là đây là phòng giường double này. Dạ vâng. Ừ. Cái phòng này view đẹp nhỉ? Vâng ạ. Ok. Khu xe bọn em để bộ view như thế này hết anh ạ. Ừ. Phòng có hệ thống bồn tắm nên em có 4 phòng. Ừ. Từ, em đừng có vội quá. Đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh quan trọng lắm, em bật cho anh cái điện trong này đi. Đây là từ nhà vệ sinh đi ra này. Chúng ta sẽ có một cái bồn tắm này. Và sang bên trái là lavabo rửa mặt.
giữa cái giường ngủ và bên cạnh là cái bồn tắm. Đây là giường dành cho hai người, gọi là giường double. Và bên cạnh đó là một cái bàn uống nước, view rất đẹp. Đi em đi. Chào chị. Không có bồn thì bên em sẽ có 4 phòng. 301 đến 304 ạ. Là những phòng không có bồn hả? Có bồn ạ. À. Bên em sẽ 4 phòng có bồn đúng không ạ? À. Phòng nó xây bên em. Ờ. Đây từ đây chuyển đến sẽ là phòng 2 giường đi ạ. Ờ. Ờ. Ồ, thế này là được nghỉ được 4 người cả. À. Tất cả các phòng đều view đẹp như này hả? Dạ vâng, khu riêng, khu C là đều view như này hết. À. Đi. Chắc là phòng ở đây thì anh chỉ cần xem vậy thôi. Dạ vâng. Anh nhìn qua vậy là anh hiểu rồi. Dạ vâng. Mỗi căn bung này là ở được bao nhiêu người em? 2 người anh ạ. 2 người thôi đúng không? Vâng ạ. Thế mà trên Mộc Châu anh thấy có những cái bung người ta để ở được 6-7 người, 7-8 người. Chắc là như kiểu là phòng ngủ chờ. Đúng rồi. Đồng ấy anh. Đúng rồi, không gọi là bung cao lâu đúng không? Dạ vâng. Bung chỉ nghỉ 2 đi chứ. 9 phòng thôi ạ. Ừ. Cái này là bằng thép à? Không. Bằng thép đúng không? Vâng ạ. Nào. Anh đi cả giày nhá. Này thì riêng tư nhưng mà view không đẹp bằng kia nhỉ? Dạ vâng, riêng phòng bung bên em sẽ không có view chỉ đi em đi. Bung cao lâu thì chắc là cái nào cũng như thế này thôi đúng dạ không? Dạ vâng, đúng rồi anh ạ. Bây giờ bên em còn villa với cả phòng VIP em bên này ạ. Ừ. Bên em còn... Villa là ở được bao nhiêu người em? Villa mình sẽ ở tối đa là 5 người anh ạ. Ừ. Tất cả tầng 1 của villa đều sẽ là phòng đắp đồ dành cho 2 người. Ừ. Và tầng 2 sẽ là phòng farm dành cho 3 người ạ. Ừ. Twin. Đây bên em có 5 căn villa, 1, 2, 3, 4, 5. À, cái này là villa à? Dạ vâng, đúng rồi anh ạ. Cái nước nào nó cứ chảy chảy này? À, nước để cho cá nó điều hòa cho cá nó sống đúng không? Vâng ạ. Mình có cần xem qua villa không anh? Có. Dạ vâng. Đã mất công xem thì xem hết luôn. Gần như là chắc chắn đoàn tới là sẽ ở đây rồi. Ừ. Giờ anh quan tâm đến hai cái nữa thôi, phòng thế thôi. Ok, cho anh xem cái phòng họp là một này. Dạ vâng. Nhà ăn là hai này. Nhá. Vâng ạ. Ok. Đi. Dạ. Ừ. Em tên là gì em? Em tên là Hoàn ạ. Hoàn à? Vâng ạ. À. Ở trên này thì em là dân tộc gì? Thái hả? Ừ. Anh là dân tộc Kinh. Đây à. À đây, vâng. Nhà ăn đây ạ. À? Nhà ăn tầng 2 và tầng 3, riêng nhà ăn tầng 3 sẽ có khu ăn ở cổng kính và trên tầng 3 thì thường thường là ở các đoàn đông ở đây họ sẽ ăn tầng 3 và mua thêm dịch vụ ở trên tầng 3. Ừ. Trên tầng 3 anh em có set sẵn sân khấu và âm thanh. Ừ. Các đoàn đông thì họ sẽ mua thêm xòe hoặc là văn nghệ ấy. Ừ, đây cho anh xem cái đấy. Cái không gian mà để buổi tối bọn anh có nhóm múa xòe văn nghệ giao lưu với. Ok. Tức là vẫn ở cái nhà này nhưng mà là tầng 3 đúng không? Em làm đây được bao lâu rồi? Em cũng mới đó ạ. À đây à, không gian này à? À, không gian này trước bạn Giàng bạn ấy vừa chụp cho anh. À, thế ạ, vâng. Trên tầng 3 này thì sức chứa tối đa bên em sẽ được khoảng 90 khách anh ạ. Ừ. Đều là sẽ ngồi bàn tròn như này. Ừ. Vâng. Có nghĩa là ở đây sẽ là giao lưu văn nghệ này. Dạ vâng, đúng rồi. Thế nhưng mà hội thảo thì ở đâu? Bên em không có phòng hội thảo, nếu mà mình muốn họp thì bên em sẽ sắp sẵn bàn cho mình thôi để ngồi đây họp thôi ạ. Ừ. Vâng. Còn bên em phòng hội nghị thì bọn em không có. Ừ. Vâng. À có cả ngoài này à? Cầu kính thì bên em buổi tối khách có thể ăn được cầu kính này, sức chứa tối đa là 6 người ạ. Cảm giác như là mình sắp rơi xuống sắp rơi xuống bể bơi ấy nhỉ? Có ai rơi chưa? Chưa ạ. Đến thời điểm hiện tại thì chưa.
Đây là phía ngoài cầu kính đi vào khu vực nhà ăn để tổ chức hội thảo cũng như là giao lưu văn nghệ. Sức chứa của không gian này là khoảng 90 đến 100 khách. Hệ thống bàn tròn, bàn xoay. Em ơi, anh có một cái băn khoăn nhá. Hội thảo đây cũng được, thế nhưng mà có cái vách nào để mình ngăn tách cái khu vực cái quầy lễ tân kia ra được không? Cái quầy này ấy. Ừ. À sẽ không, bình thường nếu mình có họp được, còn mình thường là quầy này bạn em sẽ không dùng tới, không sử dụng tới đâu ạ. Ừ. Vâng, còn đồ đạc các thứ, đồ ăn của mình ấy, khi nào đến giờ lên đồ ăn thì em sẽ bề dưới lên thôi. Ừ. Nhân viên sẽ bề dưới. Còn nhưng nó không được đẹp mắt ấy. Vâng. Không có cái vách nào à? Dạ bên em không ạ. À, tôi vâng. Có sao dùng vậy vậy. Vâng. Giờ thì cái phần cuối cùng là anh quan tâm đến cái khu tắm khoáng ấy. Ừ, tắm khoáng, còn sông hơi là có tập thể không? Sông hơi là bên này luôn anh ạ. Ờ. Phòng sông hơi của bọn em thì mỗi phòng có thể sông một lúc đến từ 6 đến 7 người. Ờ. À đây luôn à? Đúng ạ. Chào anh. Ừ. Ngoài tắm khoáng và sông hơi thì bên em còn có tắm công lá người Dao ấy. Ừ. Vâng. Mình sẽ mua thêm và tắm ở đây luôn. Ừ. Tắm ngâm tắm công lá người Dao thì mình sẽ có 6 bồn ở đấy. Thế nguồn nước ở đâu đó hả em? Dạ. Nguồn nước khoáng nóng thì bọn em chở bằng xe bồn ở trong bản ra, xong bọn em làm nóng lại tại đây ấy. À. Vâng, chứ không phải là nguồn trực tiếp nữa. À. Vâng. Bên em có 2 bình nóng và 1 bình lạnh ạ. À. Vâng. Đây là phòng sông hơi đây anh ạ. Đâu, mở bảo anh nó qua đi. À. Rồi, bên kia cũng thế đúng không? Dạ, vâng, đúng rồi. Thế còn những cái nhà kia là nhà gì ấy? Đấy là bên là khu bồn để ngâm thuốc lá người Dao ấy. À. Nhìn cái phong cách cũng lạ lạ nhỉ? Vâng. À, đây là ngâm thuốc lá của người dạ, Dao đỏ. Dạ vâng, đúng rồi anh ạ. Em đoàn của anh khoảng 6-70 người thì có cùng lúc tắm được ở cái khu vực này không? Ừ, em nghĩ là không đủ đâu anh. Ừ. Nghĩ là mọi người sẽ không tắm cùng lúc đâu. Ừ. Đoàn em thường có 200 khách thì mới tắm thoải mái. Ừ. Thế cùng lúc tắm được ở đây là bao nhiêu người? Ờ, em cũng không rõ, khoảng 3-40 người gì đấy. À thế cũng được. Vâng. Ừ, cũng chẳng bao giờ cả đoàn đi tắm cùng lúc đâu. Chung em mẹ ơi.